Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát hiện thi thể nữ trôi trên sông Sài Gòn. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 12 tháng 11, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của khán giả Văn Nguyễn, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Không có hệ thống thoát nước, hễ trời mưa là đường Kha Vạn Cân thuộc quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lại bị ngập trong nước. Phản ánh của khán giả Vân Ngọc có số điện thoại 0167 3 số cuối 258. Hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang phải gánh chịu một lượng rác thải lớn từ các khu công nghiệp cũng như từ sinh hoạt của người dân. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 và số cuối 687. Cuộc sống thiếu thốn của người dân bãi giữa sông Hồng. Chia sẻ của khán giả Hoàng Minh Hà từ số điện thoại 0168 và số cuối 869. Cùng theo chân khán giả Kiên Giang có số điện thoại 0168 3 số cuối 526 ra khơi để trải nghiệm những vất vả trong những chuyến đi biển của ngư dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Cây bưởi múc được trồng tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai hiện đang được coi là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, giúp người dân địa phương vươn lên làm giàu. Chia sẻ của khán giả Mạnh Nguyên từ số điện thoại 0972 3 số cuối 278. Mẹ mất vì tai nạn giao thông, hiện một bé gái 6 tuổi ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đang sống cùng người bà bị bệnh tim, cần sự giúp đỡ từ cộng đồng. Chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào trưa ngày 12 tháng 11, người dân sống quanh sông Sài Gòn, đoạn qua phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một thi thể trôi sông. Theo tìm hiểu của khán giả Văn Nguyễn, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, thì người gặp nạn là nữ giới và thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 12 tháng 11, nhiều người dân sống ven sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện một thi thể nữ khoảng 40 tuổi, mặc áo caro ngắn tay, cổ tròn và quần dài màu nâu. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên công an quận Bình Thạnh. Qua ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân đã tử vong một ngày trước đó. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng để tiếp tục điều tra vụ việc. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, các nhân viên tổ nhặt tử thi đã đưa thi thể người phụ nữ về nhà xác Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để phục vụ cho công tác khám nghiệm. Hiện công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra, xác định danh tính, nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Chuyển sang một phản ánh khác. Dù là trục lưu thông chính của người dân địa phương, nhưng cứ đến mùa mưa, con đường Kha Vạn Cân gần với chùa Ưu Đàm thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lại rơi vào tình cảnh ngập nước, lầy lội vì nước không có đường rút. Khán giả Vân Ngọc có số điện thoại 0167 3 số cuối 258 là người thường xuyên lưu thông trên con đường này cho biết, mặt đường luôn trong tình trạng nhấp nháp, lầy lội, bùn bắn khắp người và phương tiện. Tuyến đường dân sinh này dài chừng 200m, nằm bên hông đường Phạm Văn Đồng, Khang Trang. Chỉ cần một trận mưa chút xuống là đường ngập đến 3 đến 4 ngày liền. Những ngày mưa, người dân địa phương thường ví von phải vượt sông đi làm. Khổ cực nhất vẫn là trẻ em đi học, trẻ bán vé số hay những người không quen đường rất dễ bị té ngã vì sa phải ổ gà trên đường.
Theo quan sát của khán giả Vân Ngọc, tuy là con đường nhánh nhưng lượng xe cộ qua đây rất đông, đặc biệt là vào buổi sáng sớm và chiều tối. Nguyên nhân chính khiến nước bị ứ đọng là do đường không có cống thoát nước. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị tổ dân phố và phường có phương án khắc phục, nhưng 3 đến 4 năm nay tình hình không có chuyển biến. Theo tìm hiểu của khán giả Vân Ngọc thì mặc dù phường đã có kế hoạch làm hệ thống cống, nâng cao và mở rộng mặt đường ra 5 mét như là phía đoạn đường Cá Sấu Hoa Cà. Tuy nhiên hiện còn 13 hộ dân không đồng ý với phương án này. Chị Ngọc cũng như những người dân tại địa phương rất mong chính quyền và 13 hộ dân còn lại sẽ tổ chức một cuộc họp, đưa ra được phương án giải quyết dứt điểm để kế hoạch nâng cấp đường sớm được triển khai. Những năm gần đây, hệ thống kênh mương trên địa bàn của huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đang phải gánh chịu một lượng rác thải lớn từ các khu công nghiệp cũng như từ sinh hoạt của người dân. Tình trạng trên không những gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến việc dẫn nước phục vụ sản xuất, dân sinh mà còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ghi nhận của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687 tại kênh Kỳ Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bốc mùi hôi thối, rác thải bao phủ, đó là tình trạng chung của nhiều tuyến kênh mương tưới tiêu ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó đoạn cuối kênh ở xã Kỳ Bắc được ví như một dòng kênh rác. Rác thải trôi nổi trên sông dạt về thành đống. Đặc biệt thời gian gần đây, thời tiết thay đổi thường xuyên. Sau một trận mưa, trời nắng bốc mùi hôi thối lên từ kênh khiến người dân nghẹt thở. Không chỉ rác thải sinh hoạt mà xác động vật chết như gà, vịt, người dân cũng vứt xuống kênh khiến ruồi muỗi xuất hiện ngày càng nhiều, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng. Khó có thể ước tính lượng rác mỗi ngày xả xuống kênh, nhưng có thể thấy rằng đoạn kênh này đang oằn mình hứng chịu một lượng rác lớn từ năm này sang năm khác. Càng không thể ngờ được rằng con kênh ô nhiễm nặng như vậy lại có thể tồn tại được hàng năm qua, vì nó nằm chỉ cách Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Bắc chưa đến 1 cây số. Qua tìm hiểu, khán giả Trần Mạnh Hải được biết, tuyến kênh này do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Rác, tỉnh Hà Tĩnh quản lý, hàng năm phục vụ tưới tiêu cho hơn 10.000 hectare của huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Rác thường xuyên thu gom xử lý rác thải, tuy nhiên thì do một bộ phận người dân thiếu ý thức, vô tư xả rác bừa bãi nên đã khiến cho nhiều đoạn kênh bị bức tử, không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà còn là nguồn lây lan nhiều mầm bệnh. Gửi phản ánh đến chương trình, anh Hải kiến nghị các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương cần phải quyết liệt vào cuộc, kiên quyết xử lý hành vi xả rác bừa bãi của một số hộ dân ở đây, cũng như có trách nhiệm hơn với cuộc sống của người dân để đưa ra những biện pháp khắc phục ô nhiễm, trả lại cảnh quan và môi trường sống cho người dân. Thưa quý vị, cách trung tâm thành phố chưa đến 2 km, thế nhưng cuộc sống của những người dân tại bãi nổi dưới chân cầu Long Biên dường như tách biệt hoàn toàn với cuộc sống sôi động, ồn ào của thủ đô. Theo chia sẻ của khán giả Hoàng Minh Hà từ số điện thoại 0168 3 số cuối 869, thì những người dân nơi đây đang sống trong cảnh không nhà mái ngói, không đất đai và không có bất kỳ điều kiện sinh hoạt tối thiểu nào. Thậm chí những đứa trẻ còn không được đi học và ngày ngày đánh cược với tính mạng của sông nước. Thật khó có thể tin khi cách trung tâm thủ đô chưa đầy 2 km, nhưng cuộc sống của gần 100 người dân tại bãi nổi dưới chân cầu Long Biên lại hoàn toàn khác biệt. Không có những ngôi nhà đổ sộ như phía bên kia triển đê, người dân nơi đây sống trong những chiếc bè sập xệ, được lợp tạm bợ bằng những cành cây khô cùng vài tấm vải bạt rách ngang rách dọc. Đa phần cư dân tại đây sống bằng nghề đi nhặt rác và làm thuê.
nên chiếc bè nhỏ khoảng 4 mét vuông đó cũng là nơi để đựng và tích trữ phế liệu, rác thải mà những người dân nghèo này nhặt được. Mọi sinh hoạt hàng ngày, từ nấu nướng, giặt giũ hay ngủ nghỉ, đều được cả gia đình thực hiện ngay trên chiếc bè cũ nát. Đồng thời, do không có nước sinh hoạt và trẻ nhỏ không được đến trường, nên các em phải thường xuyên ra bờ sông Hồng tắm, chơi đùa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thưa quý vị, theo chia sẻ của khán giả Hoàng Minh Hà, thì tại làng nổi dưới chân cầu Long Biên, cuộc sống của những người dân nghèo vẫn diễn ra với đủ nỗi khó khăn và thiếu thốn. Người lớn vẫn hàng ngày phải đi múc từng số nước giếng khoan để tích trữ cho việc nấu nướng hàng ngày. Còn việc giặt giũ hay sinh hoạt cá nhân đều phải dùng nước sông để thực hiện. Ngoài ra thì vào mùa nước lên, những căn nhà tạm bợ trên sông còn bị nước cuốn trôi, khiến những người dân nghèo phải di tản lên bờ, lập tạm túp lều bằng vải bạt sống qua ngày. Thưa quý vị, người dân làng chài vùng sông nước có cuộc sống bấp bênh là vậy, người dân vùng biển thì cũng không mấy khả quan. Họ đời này nối tiếp đời kia, dựa vào biển để mưu sinh. Từ bao đời, ước nguyện của những ngư dân trước mỗi chuyến đi biển là cầu trời cho sóng yên biển lặng. Bởi ra ngoài khơi cũng đồng nghĩa với việc là họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy. Gian nan là vậy, nhưng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, vẫn phải bám biển để tìm kế sinh nhai. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo chân khán giả Kiên Giang có số điện thoại 0168 và số cuối 526 để ra khơi và cùng tìm hiểu những khó khăn ngư dân gặp phải trong một chuyến đi biển. Anh Nguyễn Văn Sơn ngụ tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, làm nghề đánh bắt cá chim hay còn gọi là nghề trà chim đã trên 20 năm. Tàu cá của anh mang số hiệu CM91109TS với công suất 275 mã lực. Anh Sơn là chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng với 10 ngư phủ đi đánh bắt khắp các ngư trường, nhưng chủ yếu là ở phía nam vịnh Thái Lan. Vài năm trở lại đây, sản lượng đánh bắt của tàu anh chẳng thể khá lên. Nghề biển nó cũng lênh đênh như cò sóng, khi thua lỗ thì chủ tàu phải chịu hết. Nếu chủ tàu mà lỗ thì anh em cũng trắng tay, do đó để giữ chân ngư phủ đi biển với mình cũng là vấn đề khó khăn. Chủ phương tiện khó khăn là vậy, các ngư phủ cũng có những nỗi vất vả riêng. Họ phải làm việc quần quật nhiều ngày liền với nắng, gió và sóng dữ. Đồng thời trên vai họ là gánh nặng gia đình. Ông Trần Công Thạnh, quê ở Kiên Giang, đến Sông Đốc để làm thuê tàu cho anh Sơn cũng nhiều năm nay. Anh em ngư phủ trên tàu còn gọi ông là chú Bảy Thạnh bởi ông là người lớn tuổi nhất trên tàu. Trên 50 tuổi nhưng ông đảm nhiệm công việc khá nặng nề và nguy hiểm là thợ lặn để giò cá. Nghề đánh bắt cá chim, thợ lặn có vai trò quan trọng, là người phát hiện và theo dõi đàn cá. Sản lượng cá ở mỗi mẻ lưới thu được tùy thuộc nhiều vào người thợ lặn. Đi biển đối mặt với nguy hiểm là vậy, còn trong sinh hoạt, ăn uống, nơi nghỉ cũng không kém phần vất vả. Những lúc sóng to, dù tàu đã neo nhưng vẫn cứ chèo đảo, lắc lư, mọi sinh hoạt rất khó khăn, khác hoàn toàn với đất liền. Sau mỗi mẻ lưới, ngư phủ lại tranh thủ dùng cơm, rồi đánh một giấc để lấy lại sức cho một ngày mới, hứa hẹn nhiều khó khăn vất vả. Những ngư phủ đi biển nhiều năm có kinh nghiệm câu mực thì tranh thủ thức khuya câu mực để dành dụm kiếm thêm thu nhập, đem về cho vợ con mình. Bao đời nay, ngư dân luôn gắn phận mình với sóng, với gió ngoài biển khơi. Biển nuôi nấng che chở cho họ, với những mùa về cá đầy khoang nhưng biển cũng lấy đi cuộc sống của không ít ngư dân. Dẫu biết mỗi chuyến đi biển là một hành trình gian khổ, nhưng hiểm nguy ngoài khơi luôn rình rập, đe dọa sinh mạng họ. Nhưng những ngư dân vẫn ngày đêm bám biển, xem biển là nhà và cầu mong những chuyến đi biển được bình an. Nhắc đến bưởi ở miền Bắc thì người tiêu dùng thường nghĩ đến bưởi Diễn hay là bưởi Đoan Hùng Phú Thọ. Mấy năm gần đây thì trên thị trường còn xuất hiện thêm một loại bưởi nữa là bưởi Múc.
Loại bưởi này được trồng nhiều ở làng Múc, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Theo chia sẻ của khán giả Mạnh Nguyên có số điện thoại 0972 3 số cuối 278, thì trước kia người dân thôn Múc chỉ trồng trong nhà một vài cây để ăn là chính, thỉnh thoảng mang ra bán ở chợ. Nhưng gần đây thì loại bưởi này đã trở thành thương hiệu mới và nhiều người đã trồng để kinh doanh. Trước đây, bưởi Múc được bán ngoài chợ với giá hết sức bình dân, nhưng từ khi có thương hiệu, bưởi đã bán được giá hơn hẳn. Nếu so sánh với các loại bưởi khác, bưởi Múc khá to, lại nhiều nước, ngọt dịu, hạt ít, lại nhỏ, nên vài năm trở lại đây khá được ưa chuộng. Nắm bắt được thị hiếu này, một số hộ dân đã bắt đầu cho trồng trên diện rộng và thương lái cũng thường đến vườn để thu mua. Từ năm 2014 đến nay, giá loại bưởi này đã tăng lên từ 30 đến 40 nghìn đồng một quả. Anh Giàng Văn Bình, một hộ được chọn làm điểm cho dự án nghiên cứu quy trình và nhân giống cây bưởi làng Múc do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lào Cai và Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương làm chủ đầu tư, cho biết với khoảng đất vườn quanh nhà, gia đình anh cho trồng bưởi hiện đã có một số cây cho thu hoạch. Vụ quả năm 2015 này đã thu được 35 triệu đồng. Dự kiến số bưởi còn lại, nếu bán hết sẽ thu được thêm khoảng 5 triệu đồng nữa. Khán giả Mạnh Nguyên cho biết nếu được trồng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của dự án thì mỗi hectare đất đồi có thể trồng được 405 cây bưởi. Mỗi cây trung bình cho khoảng 80 quả trên một năm. Sau này khi mà đã trồng đại trà, dù giá có giảm xuống còn 10.000 đồng một quả thì một hectare đất cũng cho giá trị là 324 triệu đồng trên một năm, gấp nhiều lần canh tác với các loại cây khác. Việc phát triển thương hiệu cây ăn quả có chất lượng đang là một hướng đi thích hợp trong lộ trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, theo anh Nguyên, thì địa phương cũng nên chuẩn bị tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm, để người dân có thể yên tâm phát triển kinh tế theo hướng này. Thưa quý vị, ở tuổi lên 6, cái tuổi chập chững cấp sách tới trường, lẽ ra phải được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Thế nhưng em Trần Mai Linh ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định lại không được may mắn như vậy. Sớm phải sống trong cảnh côi cút. Hiện Linh đang ở cùng với người bà đau yếu, rau cháo có nhau, sống đạm bạc qua ngày. Để tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh khó khăn của bé Linh, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip dưới đây đã được khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912 3 số cuối 950 gửi tới chia sẻ cùng chương trình. Căn hộ 16m2 nằm trên tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng thuộc địa bàn phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, được xây dựng từ năm 1968, là nơi che chở cho hai thân phận cực cùng, bà Trương Thị Vinh, sinh năm 1942, và cháu Trần Mai Linh, sinh năm 2009. Không ai có thể cầm lòng khi chứng kiến cảnh đứa cháu 16 tuổi, sụt sùi ngồi bóp chân cho bà, trong khi chân cháu cũng đang phải bó bột. Bàn tay nhỏ xíu, chắc chắn không thể giúp bà giảm được nỗi đau thể xác, nhưng đã truyền được cái cảm giác ấm áp của tình máu mủ để bà dịu bớt nỗi đau tâm hồn. Năm 2012, chị Trần Thị Hoa, sinh năm 1979, con gái bà, mất vì tai nạn giao thông, để lại cháu Linh mới 3 tuổi cho bà. Thương con thương cháu, sức khỏe bà suy sụp, chứng bệnh phổi mãn tính tái phát cùng với bệnh tim nặng, bà liên tục phải đi cấp cứu. Mỗi lúc như vậy, bé Linh phải nhờ hàng xóm và cô giáo đưa đón đi học. Tất cả thuốc men ăn uống cho bà cháu chỉ trông vào 2 triệu lương hưu của bà. Mặc dù Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định đã xử phúc thẩm vụ án tai nạn giao thông của chị Hòa ngày 28 tháng 7 năm 2014 và đã có hiệu lực buộc người gây ra cái chết cho chị Hòa phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho cháu Linh mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi cháu Linh đủ 18 tuổi kể từ tháng 11 năm 2014. Tuy nhiên đến giờ phút này, cháu Linh không nhận được một đồng nào kể cả lời thăm hỏi của người gây ra cái chết cho mẹ cháu. Thưa quý vị, hiện tại cuộc sống của hai bà cháu Linh hết sức khó khăn.
2 triệu đồng tiền lương hưu của bà Vinh không đủ tiền ăn uống và chữa bệnh. Dù gia đình bé Linh đã nhiều lần làm đơn lên chi cục thi hành án tỉnh Nam Định nhờ vào cuộc yêu cầu người gây ra tai nạn cho mẹ bé Linh thực hiện nghĩa vụ đền bù, thế nhưng đều rơi vào im lặng. Gửi phản ánh đến chương trình, anh Vũ cho rằng chi cục thi hành án tỉnh Nam Định cần quan tâm đến lời kêu cứu của gia đình cháu Linh. Đó không chỉ là tấm lòng mà còn là trách nhiệm với công dân. Còn bây giờ phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những clip đã được phát trong chương trình ngày hôm nay. Trưa ngày 12 tháng 11, người dân địa phương đã phát hiện thi thể một phụ nữ chừng 40 tuổi trên sông Sài Gòn, đoạn qua cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện công an quận Bình Thạnh đã tiến hành lấy lời khai của nhân chứng cũng như tiến hành điều tra xác định danh tính, nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Phản ánh của khán giả Văn Nguyễn trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Dù là trục lưu thông chính của người dân địa phương, nhưng cứ đến mùa mưa, con đường Kha Vạn Cân gần chùa Ưu Đàm thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh lại rơi vào cảnh ngập nước, lầy lội vì nước không có đường rút. Người dân rất mong chính quyền sớm cho nâng cấp, sửa chữa và xây dựng hệ thống cống thoát nước để việc lưu thông được thuận lợi hơn. Phản ánh của khán giả Vân Ngọc có số điện thoại 0167, 3 số cuối là 258. Tại kênh Kỳ Bắc thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, rác thải từ thượng nguồn đổ về chồng chất lên nhau khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện quanh khu vực này ruồi muỗi xuất hiện nhiều, làm gia tăng nguy cơ phát tán các bệnh truyền nhiễm. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687. Cách trung tâm thành phố chưa đến 2 km, thế nhưng cuộc sống của những người dân tại bãi nổi dưới chân cầu Long Biên dường như tách biệt hoàn toàn với cuộc sống sôi động ồn ào của thủ đô. Cuộc sống của họ vẫn diễn ra với đủ nỗi khó khăn thiếu thốn. Mọi sinh hoạt hàng ngày, từ nấu nướng, giặt giũ hay ngủ nghỉ, đều được cả gia đình thực hiện ngay trên chiếc bè cũ nát chỉ vòn vẹn chừng 4m². Chia sẻ của khán giả Hoàng Minh Hà từ số điện thoại 0168, 3 số cuối là 869. Người dân vùng biển, đời này nối tiếp đời kia, dựa vào biển để mưu sinh. Từ bao đời, ước nguyện của họ trước mỗi chuyến đi biển là cầu cho sóng yên, biển lặng. Bởi ra khơi cũng đồng nghĩa là ngư dân phải đối mặt với bao khó khăn, vất vả và hiểm nguy. Gian nan là vậy, nhưng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, họ vẫn phải bám biển để tìm kế mưu sinh. Chia sẻ của khán giả Kiên Giang từ số điện thoại 0168, 3 số cuối là 256. Vài năm trở lại đây, cây bưởi múc được trồng tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai được coi là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế, giúp người dân địa phương vươn lên làm giàu. Hiện giá bán tại vườn dao động từ 30 đến 40 nghìn đồng một quả. Nhiều hộ đã chuyển đổi canh tác từ các loại cây khác sang loại bưởi này, chia sẻ của khán giả Mạnh Nguyên có số điện thoại 0972, 3 số cuối là 278. Ở tuổi lên 6, cái tuổi chập chững cắp sách tới trường, lẽ ra phải được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Thế nhưng em Trần Mai Linh ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định lại không được may mắn như vậy. Sớm phải sống trong cảnh cùi cút, hiện Linh đang ở cùng người bà đau yếu, giàu cháo có nhau, sống đạm bạc qua ngày. Chia sẻ của khán giả Minh Vũ có số điện thoại 0912, 3 số cuối là 950. Thưa quý vị, để cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả trong suốt thời gian vừa qua. Từ nay, tất cả các clip được chọn và phát sóng trong chương trình Góc nhìn khán giả sẽ có cơ hội giành được một trong các giải thưởng có giá trị từ chương trình. Đó là chiếc đồng hồ định vị cao cấp trẻ em Tady với chức năng 3 trong 1, đồng hồ điện thoại nghe gọi 2 chiều và định vị do công ty cổ phần VTC Dịch vụ Di động tài trợ, hoặc là chiếc đầu thu kỹ thuật số vệ tinh VTC HDV1 do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số tài trợ. Giải thưởng này sẽ được chính ban biên tập của chương trình lựa chọn theo từng tuần và tiến hành công bố trao giải vào các chương trình ngày chủ nhật. Tới đây, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh muốn chia sẻ cùng chương trình, quý vị khán giả có thể gửi thư về địa chỉ mail gocnhinhkhangia@vtc.gov.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904881414. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.